Tóm lớp bậc cầu thang nhà An Thịnh Phát. Có gì đặc biệt xin chào quý anh chị. Hôm nay An Thịnh Phát chúng em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một sản phẩm trang trí nội thất của nhà An Thịnh Phát chúng em. Đó chính là tóm lớp bậc cầu thang. Với mẫu mã đa dạng để cho chúng ta có thể tha hồ lựa chọn, thì đây là những sự lựa chọn cho giải pháp cải tạo lại căn nhà của bạn thêm một không gian mới lạ và sang trọng cho cầu thang của quý anh chị. Ứng dụng với nẹp bò sẽ cho ra một thành phẩm đáng kinh ngạc, giúp cho tấm ốp có thể liền lạc và gọn đẹp hơn. Từ những vân gỗ truyền thống cho đến đa dạng các màu sắc khác nhau, tấm ốp bậc cầu thang này có thành phần cấu tạo từ 50% bột gỗ, 20% bột nhựa, 20% bột đá, sau đó là 10% chất phụ da để có thể tạo nên sức chịu bền lên tới 10 năm sử dụng, không phát ra âm thanh tiếng ồn khi di chuyển trên bề mặt. Mang đến cho quý anh chị những sự lựa chọn đa dạng cũng như là lựa chọn một không gian mới mẻ hơn. Đặc biệt là sản phẩm nhà An Thịnh Phát thì an toàn cho sức khỏe và còn thân thiện với môi trường. Quý anh chị cũng yên tâm về dòng sản phẩm này vì có thể chịu được nước, chịu nhiệt cũng như chống cong vênh, con mót và chống ẩm. Nếu quý anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn đến dòng sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ tới An Thịnh Phát chúng em nha. An Thịnh Phát, nâng tầm phong cách cho không gian của bạn.